trên dặm đường xa, trên dặm đường xa, hãy đến bên ta là bánh trường sinh. Ai đến với ta không bao giờ phải đói, không đói bao giờ. Trên hành trình xa, trên hành trình xa, hãy đến bên ta là nước trường sinh. Ai tin vào ta không hề khát bao giờ, không khát bao giờ. Nơi hoang địa kia khi chiều đang buông xuống dần, Chúa chạnh lòng thương dân từ muôn phương đói ăn. Chúa ban ơn lạ nuôi đoàn dân no bánh cá, khiến dân kinh ngạc xưa rầy chưa ai từng thấy. Trên dặm đường xa, trên dặm đường xa, hãy đến bên ta là bánh trường sinh. Ai đến với ta không bao giờ phải đói, không đói bao giờ. Trên hành trình xa, trên hành trình xa, hãy đến bên ta là nước trường sinh. Ai tin vào ta không hề khát bao giờ, không khát bao giờ. Anh em tìm ta không phải do thấy dấu lạ, nhưng vì được ăn dư đầy của nuôi xác thân. Gắng công lao động không vì của ăn hư nát, hãy lo làm việc nhưng vì thần lương trường sinh. Trên dặm đường xa, trên dặm đường xa, hãy đến bên ta là bánh trường sinh. Ai đến với ta không bao giờ phải đói, không đói bao giờ. Trên hành trình xa, trên hành trình xa, hãy đến bên ta là nước trường sinh. Ai tin vào ta không hề khát bao giờ, không khát bao giờ. Trong sa mạc xưa muôn người ăn bánh bới trời, không phải Mô-xê ban mời dân ăn bánh no, chính Cha cho họ mưa bột manna xưa đó. Bánh Cha an bài đem lại cho dân sự sống. Không ai gặp ta hay là đi theo bước đường không nhờ lòng thương ân tình Cha ta kéo lôi. Chính Cha nguồn cội sai truyền cho ta cứu rỗi. Những ai nghe lời sống lại khi quang lâm tới. Trên dặm đường xa, trên dặm đường xa, hãy đến bên ta là bánh trường sinh. Ai đến với ta không bao giờ phải đói, không đói bao giờ. Trên hành trình xa, trên hành trình xa, hãy đến bên ta là nước trường sinh. Ai tin vào ta không hề khát
đã săn đầy cùng vào đây hỡi người đói lòng và khát, nào vào đây giữa ngôn này đã săn đầy và rượu đây Chúa Trời đang bày chờ ta. Thần lương nuôi dưỡng kiếp nhân sinh chính là mình và máu Thánh Chúa thiên đình. Nào người ơi, cớ sao phung phí thêm tiền tìm của ăn thế mà không được hằng sống, nhọc cả công vẫn không vui sống nô lòng, bàn tiệc sống Chúa Trời đang còn chờ thần lương nuôi dưỡng kiếp nhân sinh chính là mình và máu Thánh Chúa thiên đình. Nào người ơi, hãy nghe Thiên Chúa kêu mời, lời Ngài khơi giúp đời ta được hằng sống. Đừng ngồi không đến bên Thiên Chúa nghe lời, Ngài mời ta bước vào bữa tiệc trời cao. Thần lương nuôi dưỡng kiếp nhân sinh chính là mình và máu Thánh Chúa thiên đình, chính là mình và máu Thánh Chúa thiên đình.
tới khi cha tặng lũ thù nhân làm bể chân con. Cho tới muôn đời con là thương tế, con là thương tế theo phẩm hàng nguyên ký xê đê. Từ Sion quyền binh rộng lăn, tay Chúa ban quyền vương để ngài, quyền hành ngài hãy mau cai trị giữa địch quân chỉ vì luôn luôn. Cho tới muôn đời con là thương tế, con là thương tế theo phẩm hàng nguyên ký xê đê. Lời Chúa phán quyền binh của con ngay lúc sinh quyền linh sáng ngời, từ ngàn đời ánh dương chưa tròn, chính lòng cha đã hạ sinh con. Cho tới muôn đời con là thương tế, con là thương tế theo phẩm hàng nguyên ký xê đê. Để cho tới muôn đời con là thương tế, con là thương tế theo phẩm hàng nguyên ký xê đê. Bánh hằng sống từ trời ban xuống, nên ai ăn bánh này sẽ được sống hạnh phúc trường sinh. Này là mình ta hãy cầm lấy mà ăn, đây là máu ta hay nhận lấy mà uống, vì giao ước này đổ ra cho muôn người. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đêm ta. Thank you.
bầu ta. Dẫu chung nhau bánh dừa, chính mình
màu ta hay nhân mà uống. Khi giao ước này mô ra cho muôn người, hay làm việc này mà thương nhớ đến ta, hay làm việc này mà thương nhớ đến ta. Đã hiến thân chịu trên và phục di. Oh.
mình ta. Hãy cơm mà ăn, này là mau ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.